Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Sáng 20 tháng 5, ông Nguyễn Thái Diễn, Bí thư phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ một cháu nhỏ thiệt mạng do vùng đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường chưa rõ nguyên nhân. Theo Ủy ban nhân dân phường Trần Quang Diệu, sáng 17 tháng 5, chị Nguyễn Thị Trúc Lệ, 32 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định chở con gái là cháu VAN đến gửi trẻ tại nhà chị NHTB, 34 tuổi, ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Đến 10 giờ cùng ngày, trong lúc uống sữa, thấy con có dấu hiệu bị nô nói nên chị B gọi điện thoại cho chị Lệ đến đưa con đi bệnh viện khám. Sau đó, em đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, cháu bé đã qua đời tại bệnh viện và được gia đình đưa về xã Canh Hiển, huyện Vân Canh để lo hậu sự. Theo bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện với tình trạng nôn ói nhiều, mệt, được đưa vào khoa nhi để điều trị. Thông tin với bác sĩ, phía gia đình và người giữ trẻ đều khẳng định cháu không bị té ngã hay ai tác động ngoại lực. Bác sĩ Bình nói thêm, qua khám toàn diện, các bác sĩ phát hiện trên đầu cháu bị tổn thương khi nhấn vào da phập phòng bất thường, nên đã chụp CT sọ não và thấy có vết nứt. Sau đó, các bác sĩ đưa cháu đi mổ để xử lý vị trí và đưa về khoa điều trị nhưng cháu không qua khỏi. Theo chị Nguyễn Thị Trúc Lệ, trước khi đi nhà trẻ, N vẫn vui vẻ cười đùa ở nhà bình thường. Về phía nhà trẻ, chị NHTB chủ nhà trẻ cho hay, sáng 17 tháng 5, nhà giữ trẻ có 3 người trông giữ và như mọi ngày, N được cho uống sữa rồi nằm trên võng. Chị B nói: "Một lúc sau, tôi thấy cháu nôn ói rồi nằm mệt nên lập tức gọi cho mẹ cháu." Lát sau mẹ của N đã đến đưa đi viện, đồng thời khẳng định N không bị té ngã hay bị ai ra tay. Chị B cho biết thêm, trước đó khoảng 2 ngày, cháu N có triệu chứng hay nôn ói sau khi uống sữa nên chị có báo để mẹ cho biết. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 20 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cơ quan thuế, công an, văn phòng đất đai, sở ban ngành cùng các địa phương về việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và một số công ty liên quan. Theo đó, văn bản được gửi đến các cơ quan liên quan gồm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 7 tháng 11 năm 2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có văn bản về việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền và các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo chấm dứt việc phong tỏa, tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền và các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ theo ba văn bản được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ký trước đó. Cụ thể, văn bản ban hành vào các ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc tạm dừng giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu. Văn bản ngày 2 tháng 1 năm 2018 về việc phong tỏa tài sản, tài khoản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và Công ty xây dựng Bắc Nam 79. Văn bản ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2018 thực hiện đề nghị phong tỏa, không cho mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, ủy quyền tài sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch tài sản của các công ty liên quan. Tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã có văn bản liên quan đến đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhận được đơn đề nghị của công ty cổ phần xây dựng 79, công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, công ty trách nhiệm hữu hạn IVC và công ty cổ phần Nhất Gia Phúc đều có trụ sở tại Đà Nẵng, đề nghị hủy bỏ tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng để đảm bảo hoạt động bình thường của doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Trước đó, để phục vụ yêu cầu điều tra các vụ án trên, bảo đảm thu hồi tài sản nhà nước và thi hành án, cơ quan chức năng đã kê biên 9 tài sản tại Đà Nẵng liên quan đến 4 doanh nghiệp nêu trên. Ngoài ra, tất cả các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bản án chỉ tuyên tiếp tục lệnh kê biên đối với 9 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên, không tuyên phải tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng của công ty cổ phần xây dựng 79, công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, công ty trách nhiệm hữu hạn IVC và công ty cổ phần nhất Gia Phúc để phục vụ công tác thi hành án. Sáng 20 tháng 5, đại diện cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã mời làm việc với tài xế dừng ô tô giữa đường và khu du lịch Hồ Tuyền Lâm để chụp ảnh, nhảy múa, tập thể dục. Qua quá trình xác minh, làm rõ, công an xác định tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 49A467XX là bà NTBG, 41 tuổi, trú tại thành phố Đà Lạt. Làm việc tại cơ quan công an, bà D cho biết bà điều khiển xe ô tô chở theo 4 người phụ nữ trong nhóm tập thể dục đi vào khu du lịch Hồ Tuyền Lâm để tham quan và chụp ảnh. Quá trình lưu thông, bà Dê đã cho ô tô dừng ở đoạn đường Hoa Phượng Tím, đoạn qua hồ Tuyền Lâm để chụp ảnh. Bà Dê cho biết, sau khi dừng và chụp hình được 10 phút, chúng tôi ngẫu hứng lấy loa trong ô tô ra để phát nhạc, tập thể dục. Tôi để loa ở nắp capo ô tô và đứng tập thể dục ở đầu xe. Cũng theo bà Dê, sau khi tập được từ 5 đến 7 phút thì có một người lái ô tô theo hướng ngược lại, nhắc nhở nên cả nhóm lập tức dừng lại, cất đồ và lên xe đi tiếp. Bà Dê trình bày với cảnh sát giao thông. Khi đỗ xe tôi không thấy có biển cấm rừng cấm đỗ nên chủ quan. Tôi nhận thấy hành vi đỗ xe giữa đường rồi nhảy múa tập thể dục của mình là sai và xin rút kinh nghiệm, hứa không tái phạm. Hiện nay, Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục làm việc với nhóm phụ nữ nói trên để củng cố hồ sơ, xử phạt theo quy định. Trước đó, Công an thị trấn Kiến Sương, tỉnh Thái Bình cũng đã mời nhóm người tập yoga giữa đường lên trụ sở để làm việc và lập biên bản vụ việc. Căn cứ mức độ vi phạm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Sương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông. Mỗi người bị xử phạt 150.000 đồng. Liên quan vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường ở Hải Dương để chụp ảnh, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, trong 4 bị can vừa bị khởi tố, Phạm Đức Hải, sinh năm 1996 Chú huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương được biết đến với biệt danh Hải Idol. Hải làm nghề sáng tạo nội dung, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để bán quần áo online như Hải Idol vượt khó, Phạm Đức Hải, Hải Idol vượt khó. AE Limited chính hãng, Hải Idol AE Limited. Theo điều tra, Hải lập ra bộ phận truyền thông, thường gọi là media để sản xuất các video, hình ảnh số đăng tải trên những tài khoản của Hải trên không gian mạng. Ngày 19 tháng 4 Trước khi diễn ra đám cưới của Nguyễn Văn N là nhân viên cũ của Hải, các đối tượng lên ý tưởng với bộ phận truyền thông về việc sử dụng 4 chiếc xe sang phục vụ rước dâu. Sau đó, nhóm truyền thông triển khai ý tưởng của Hải với các hạng mục: trang trí 4 xe hoa, lên kịch bản, sản xuất và đăng tải các video có liên quan đến 4 chiếc xe sang lên tài khoản của Hải trên không gian mạng. Mục đích là mượn đám cưới của anh N để đánh bóng tên tuổi, tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 4, Phạm Đức Hải là người xếp đội hình xe, rồi cùng nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi dùng 4 xe sang, dừng đỗ xe, giữa đường tại km 1 cộng 500, đường trục Bắc Nam, thuộc địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, để gian cảnh chụp ảnh. Tiếp đó, nhóm này di chuyển trên đường và Vương Đình Trường, sinh năm 2004, chú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, phát live stream để câu like, câu view, tăng tương tác. Thời điểm trường phát livestream trên Facebook Hải Idol vượt khó đã thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác. Tối cùng ngày, Hải xem lại livestream nêu trên thì thấy có nhiều bình luận trái chiều, tiêu cực, lên án hành vi của anh ta và đoàn xe hoa, nên Hải tự xóa và gỡ đoạn livestream trên Facebook. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Hải và các đối tượng có liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông, gây ùn tắc giao thông trên đoạn đường từ quốc lộ 38 đi vào đường trục Bắc Nam. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định Hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Qua thu thập thông tin, công an ghi nhận nhiều người sử dụng mạng xã hội đã phản ánh, thể hiện sự bức xúc, bất bình lên án việc làm của các đối tượng. Hành vi của các đối tượng còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tạo dư luận xấu trong xã hội.